Em là một người có uy tín trong làng võ, nhưng mà căn bệnh và cái đệ đã hành hạ ông nhiều năm, và ông đã đi chạy chữa khắp trong Nam và Bắc với rất nhiều thầy, rất nhiều bác sĩ giỏi, nhưng cũng không khả quan, đến nỗi mà ông mất hẳn niềm tin vào chữa bệnh rồi. Và lần này ông ra Hà Nội chơi thì được đệ tử đưa đến tôi. Nên là con nói là cái con nghiên cứu y võ là để áp dụng vào chữa bệnh, là con dựa vào cái giải phẫu gân cơ xương khớp nó nằm đâu, dây chằng chỗ nào, Nào nào chứ con có biết gì miếng võ nào đâu. Nhưng mà con áp dụng vào chữa bệnh rất là hiệu quả. hiểu được cái gân này là nó để làm gì nữa. Thì nhân tạo hóa tạo ra con người quá hoàn xong rồi đâu ạ. Là và sau 5 buổi tôi chữa bệnh cho ông bằng phương pháp tác động cuộc sống kết hợp với y võ chất đả, thì như bạn thấy đấy, bệnh ông đỡ rất nhiều. Tôi đến từ miền Nam Bình Dương. Cái bệnh tôi là xuất phát từ năm 1980 do đi làm kinh tế. Đến năm 2008 là bệnh tái phát, bệnh tình rất nặng hơn. Tôi đi khắp nơi, Tây y là rất nhiều và Đông y, thậm chí là cái xương sống tôi là hầu như là tôi không còn tin tưởng vào để chữa được. Nhưng mà sau khi vào Hà Nội là cái sự vô tình là tôi gặp thầy Hương, và tôi làm đến bữa nay là ngày thứ năm, nhưng mà tôi có cảm tưởng rằng là cái xương sống của tôi nó bớt được. Xin mọi người cứ yên tâm hãy đến đây, chú ở Bình Dương đi. Nhưng mà đến đây chú nói thật ra là cũng không phải là gặp thầy Hương. Ông ra là ông ra có việc khác, thế phải đến ông chữa bệnh chứ không phải ra một cái chữa bệnh. Nhưng mà đến đây ngay buổi đầu tiên thì ông thấy nó đỡ rất nhiều. Khi chết được 5 buổi, ông lại phải về trong Nam. Khi tôi vào Sài Gòn mở lớp dạy tác động cuộc sống và y võ chất đả, tôi tiếp tục điều trị. Sau một tuần chữa thì sức khỏe ông cải thiện rất là tốt. Ông đã đi được xe máy. Chiếc xe này ông rất thích, nhưng mà mấy năm nay vì đau lưng ông đành phải để một chỗ. Thế mà hàng ngày ông chạy từ Lái Thiêu lên quận Tân Bình để tôi chữa cho ông. Trước năm 81 á, là tôi làm kinh tế là bị nước sạch xương sống. Vâng. Là chạm 2 đốt 4 và 5. Vô trong bụng. Qua những cái thời gian á, tôi đi chụp MRI và tất cả những cái gì á, và bên Tây với họ đều làm mổ không à. Hầu như là với cái xương sống của tôi là tôi không có hy vọng nào mà gọi là chữa mà bớt đau được. Nhưng mà đó là cái duyên tôi gặp thầy Hương. Tôi chữa qua đây là 12 ngày. Bây giờ tôi đi rất là khỏe khoắn. Nó cầm đau tôi, các em thấy không nè. Thế trước thì đau như nào ạ? Trước đau thì đi như nào ạ? Trời, trước như vậy nè. Đau tới mẹ như vậy nè. Vâng. Bây giờ tôi đi như vậy nè. Vâng. Đó. Các em cứ tin tưởng đi. Dạ. Vâng. Cảm ơn. Thằng này nó ăn kế ông đấy. Biết sao? Dạ. Cái gì mà thầy Hương chưa làm á, tôi đâu có đi được xe này. Dạ. Thế mấy năm trời đây nè. À, tức là mấy năm ông không đi được xe này. Làm sao đi được đâu, không có trời luôn sao. Thế, thế bây giờ là chữa xong là ngon đấy. Bữa này đi được, bữa này đi được. Vâng. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Dạ, vâng, ông về. Bạn hình dung đi, một ông cụ 74 tuổi mà trông còn phơi phới như vậy đấy sau khi được chữa khỏi. Như bạn thấy đấy, tác động cuộc sống mà nếu kết hợp với y võ chất đả thì cái hiệu quả chữa bệnh vận động, bệnh về xương khớp tăng lên rất nhiều. Rất nhiều người bị đau lưng cấp do sai tư thế chẳng hạn, thì chỉ sau 3 phút chữa bằng y võ chất đả là họ đã bình phục.